Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một đêm to, một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Full Game Mobile đọc tin nhắn của vị khán giả gửi cho mình. Cũng cách đây cũng cả tuần rất nhiều tin nhắn, nhưng mà nổi bật nhất đó là những tin nhắn hoài nghi về sự xuất hiện của bé Diễm My trong video clip mới nhất được phát bên Thiện Nam cách đây cũng 2 ngày. Và cái sự nhận xét của vị khán giả quá khích. Hôm nay thì một số khán giả bảo rằng là khán giả rất là lo lắng khi Diễm My xuất hiện ở Thiện Nam. Thì mình nói với vị và các bạn là video đó đã quay trước đó mấy ngày rồi, đợi một cái dịp gì đó thì bên Thiện An người ta mới phót lên thôi. Quý vị đừng có lo, cái video clip đó là quay có thể là trước Noel nữa, mọi người đừng có lo. Đó là cái câu trả lời quý vị thứ nhất. Thứ hai nữa là mình nói với quý vị nghe là Diễm My được ông nội cho 50 triệu, nhưng mà nhà còn có 40 triệu hà. Do đó là mình đã đính chính với mọi người cái chi tiết này. Cái chi tiết thứ ba nữa đó là Diễm My khi mà mượn tiền xong thì rời đi đâu. Thì theo video clip được nêu thì bé Diễm My sẽ đi taxi về Vũng Tàu. Có nhiều chi tiết rất là hay trong video clip đó. Ví dụ như bé Diễm My nhắc đi nhắc lại lần thứ hai là thứ ba: ông nội ơi cho con mượn tiền 5 triệu. Cái ông nội chưa kịp nói nữa thì bé Diễm My nếu thấy nhiều quá thì ông nội nói ông nội cho con luôn 50 triệu. Quý vị có thể là nghe là cái chi tiết đó rất là đáng yêu, rất dễ thương, rất là tình cảm, cũng rất là xúc động. Phải chi ông nội ngưng một chút xíu lại nữa thì có thể là bé Diễm My bớt xuống, đau xuống, chắc còn mượn 2 triệu quá. Chính vì những cái chi tiết mà rất hồn nhiên mập mạp đó thì mọi người bảo là Diễm My diễn xuất. Cái vụ diễn hay là không diễn thì cái đó là cái việc của người ta. Chúng ta xem video, nếu chúng ta không tin tưởng chúng ta đừng có xem, để chúng ta bực tức. Ok, đó vấn đề thứ nhất. Cái này thứ hai mình nói mọi người cái gì mình quên rồi ta. Vấn đề thứ hai nữa, tại sao bé Diễm My lại chọn Thiện Nam mà không phải là chọn một cái nơi nào khác? Vì bé Diễm My hiểu rõ khi bé Diễm My ở Thiện Nam 1 tháng, quý vị nhớ nha, Diễm My đã từng ở Thiện Nam hơn 1 tháng và có những video clip rất là vui về cô bé này. Và Diễm My cũng đã có pháp danh ở trong Thiền Nam nè, mọi người nhớ nha, pháp danh của Diễm My trong Thiền Nam cái gì đố mọi người biết, chút xíu mình nói cho mọi người biết nha. Mà cái bé Diễm My vẫn có pháp danh trong Thiền Nam, do đó bé Diễm My chọn Thiền Nam vì bé My biết rằng trong Thiền Nam có rất nhiều người thương bé Diễm My. Chứ chúng ta không xem được chi tiết đó thì chúng ta lại bảo rằng Thiện Nam và Diễm My đóng kịch. Không phải nha, mình nhắc quý vị các bạn lại là không phải nha. Quý vị có thể là xem lại những video clip mà bé Diễm My đã ở Thiện Nam một thời gian, nhớ nha. Cái chi tiết này mọi người ưa quên, mọi người cứ ngỡ rằng gia đình bé Diễm My bắt bé Diễm My về khi bé Diễm My ghé Thiện Nam chơi. Không phải nha, quý vị bị nhầm cái chi tiết này. Mình xin nhắc lại quý vị một lần nữa, và mình nói cho quý vị biết là cái pháp danh của bé Diễm My là cái gì. Trơn Ngọc Tiên nha quý vị, đã được thầy ông nội đặt tên là Trơn Ngọc Tiên. Do đó mọi người có sự nhầm lẫn ở chỗ này, và chính bản thân mình không nói ra mọi người sẽ bị nhầm lẫn chỗ này. Tức là Diễm My đã được gia đình đồng ý ở Thiền Nam 1 tháng mấy rồi, do đó bé My đủ khả năng hiểu rõ những người bên Thiền Nam như thế nào. Chi tiết này là đối với những khán giả quá khích, những khán giả chưa biết gì về Thiền Nam và không theo dõi suốt Thiền Nam 1 năm qua, thì quý vị có những cái lời mà nhận xét nóng vội như vậy thì mình cũng không có trách quý khán giả, vì quý vị khán giả có quyền suy nghĩ vấn đề đó. Ok, mình trả lời quý vị được như vậy, quý vị có đồng ý không ạ? Quý vị chỉ cần nhắn cái chữ Diễm My Thiền Nam và vũ trụ thì sẽ ra rất nhiều video clip về Diễm My. Đây, Diễm My ở Thiền Nam, ở tỉnh Thất Bồng Lai nha, lúc đó chưa có đổi tên.
Tây. Để mình tìm cái video clip mà người chạy chúc mừng đặt mặt với mi ra quá trời. Thì ngâm bầu vũ trụ coi. Mọi người thông cảm nha. Để mình tìm cái video clip thì mình không chuẩn bị thôi, thì mọi người có thể là vào cái kênh của Thiền Âm Bảy Bộ Vũ Trụ để mọi người xem nha. Diễm My Rạng Ngời, Diễm My Rạng Ngời, tôi nhớ là Diễm My Rạng Ngời. Mọi người chờ chút, mất thời gian mọi người quá. Để mình bấm vào phải cái tên đó, không mình nhớ có đó mà. Đây. Diễm My Rạng Ngời trong buổi xuất gia và nhập pháp danh. Phát 1 năm trước đạt được 1 triệu 8 lượt xem. Đây, bây giờ người thứ nhì tên gì? Người thứ ba thầy. Đó. Do đó mọi người đừng có nhầm tưởng là bé Diễm My chưa ở Thiền Nam ngày nào nha mọi người. Có những khán giả mới chắc nghĩ là chưa ở Thiền Nam, và bé Diễm My còn cạo đầu cho các chú tiểu nữa. Một chi tiết rất là vui. Đó. Đây nè. Mình bánh chơi Ngọc Tiên coi. Chơi Ngọc Tiên. Tỉnh Thất Bồng Lai. Đây con câu quảng cáo tiếp Thiền Âm luôn ha. Được một lần, quý vị có thể là vào xem video lại ủng hộ Thiền Âm nha. Đây năm chú tiểu, cô Ngọc Tiên, Diễm My sau một tháng sống mình thức Bồng Lai có gì thay đổi. Đây. Nè, ai muốn ngó cái cô Ngọc Tiên này đó. Do đó cái vụ mà khán giả bảo rằng là đóng kịch thì mình cũng xin thua khán giả. Thì khán giả hay quá, khán giả là những đạo diễn. Do đó là khán giả biết được bên Thiền Âm đóng kịch thì mình cũng xin cúi đầu nể phục khán giả. Và còn cái câu hỏi cuối cùng ở cái video clip này là một khán giả rất là quá khích. Để mình đọc tin nhắn cho mọi người nghe nha. Khán giả có quyền đó nhưng YouTuber là không có quyền đó đâu. YouTuber không được quyền dùng cái danh dự của người khác để nói trên cái kênh của mình. Có khán giả là mình cũng đã xóa tin nhắn rồi. Có khán giả giấu tên để dùm khi mình nói ra khi ảnh hưởng với đời sống người ta. Tất cả chỉ là diễn thôi. Chờ khi đấy khi công an vào cuộc, chúng mày hãy mở mắt ra coi. Bọn chọc giả sư lọn lưng Thiền Âm Bảy Bộ Vũ Trụ vô tù bóc lịch. Xong cái khán giả này lại nhắn tiếp tục nữa. Sợ mình không trả lời sao nhắn tiếp tục nữa. Tao khẳng định bọn chọc giả sư lọn lưng và con Diễm My đang diễn thôi. Tao dám đưa tính mạng tao ra cá cược với bọn U Mê tỉnh Thất Bồng Lai. Nếu thật sao con Diễm My không công khai, đừng để đứng ra mà giết cho dân tả, đừng ra tố cáo vì đàn sao thiếu hỏi nha. Ok, ở cuối cái video này thì chúng ta sẽ trả lời cái tin nhắn hồi nãy tại mắt nghe điện thoại rồi, quý vị nhờ thông cảm nha, chúng ta đọc lại. Khán giả quá khích bảo rằng tao khẳng định bọn chọc giả sư lọn lưng và coi Diễm My đang diễn thôi. Tao dám đưa tính mạng tao ra cá cược với bọn U Mê tỉnh Thất Bồng Lai. Nếu sao tự nhiên cái bảo rằng là bỏ tính mạng ra, sau đó cái đặt ngươi câu hỏi lại kêu mình trả lời, sao kỳ cục vậy? Nếu mà mình nói cái sự việc đó nhưng mình đóng cột thì mình không cần phải phân bua lại nữa. Lại đặt lượt thuộc câu hỏi là nếu thật sao cô Diễm My không công khai. Trời ơi, mình thấy là khán giả này hình như là đã nghe một chiều và đã vào xem cái gì cái sự việc này á, mình nghĩ là không đến nơi đến chốn.
khán giả cũng nên xem nhiều video clip mà Diễm My được gia đình cho ở Thiền Am một tháng mấy, hồi nãy mình cho quý vị xem rồi đó. Rồi sau đó tự nhiên gia đình đưa Diễm My về bằng cách nào đó, nói ra cái sự việc mà bé Diễm My không ổn định tinh thần, rồi đưa lên xe cứu thương thế nào đó và đưa thẳng về nhà. Thì hôm qua bé Diễm My cũng đã nói cái sự việc này rồi, và thầy ông nội cũng đã nhắc lời sự việc này rồi. Khán giả có thể là nghe lại cái đoạn video đó. Còn cái chi tiết mà bé Diễm My lên phường rồi được đưa về nhà thì mam người ta cũng đã quay video clip hết rồi, nhưng vì lý do về pháp lý pháp luật không được quay phim ở trên phường, do đó là họ là xóa video clip đó bỏ rồi đó. Còn khán giả bảo rằng là tại sao không đứng ra thì khán giả không có hiểu rõ về sự việc này rồi. Chúng tôi còn có những cái thuyết âm mưu bảo rằng nguyên Thiền Am bị con dịch nó chạy lung tung đó, bị đi cách ly á, khán giả có tin không? Chắc khán giả không tin. Khán giả có thể lên mạng các bạn đọc. Tôi nói tới mức độ đó là tại sao mọi người lại lo sợ như vậy? Tại sao Diễm My xuất hiện mọi người lo sợ như vậy? Và Diễm My phải đợi ở Thiền Am một tí xíu rồi đi như vậy. Nói cho quý vị biết. Chứ nhầm khi là quý vị không có tin. Vì đằng sau có cơ quan công an pháp luật xử lý nữa chứ. Xử lý viết cái sai chính tả. Hãy chờ đợi đấy bọn chồng gia sư Loạn Linh, Thiền Am và Vũ Trụ và con Diễm My. U Mê, chúng mày hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Pháp được không chừa kẻ nào đâu, chẳng qua chưa có thời gian. Trời ơi trời, chưa có thời gian. Một năm rồi sao không có thời gian trời. Tôi thấy khán giả là khán giả quá khích. Thực tế khán giả đã quá khích. Và mình đành nhốt khán giả lại thôi. Để sau này mình không biết cái người nào comment như thế nào. Nếu mà mình sai thì mình sẽ xin lỗi khán giả nha. Mình cũng như khán giả thôi. Mình cũng chờ đợi một cơ quan chức năng nào đó phán tội Thiền Am cho khán giả vừa lòng. Chứ thực tế bây giờ không có cơ quan chức năng nào phán tội được Thiền Am cả. Khán giả lấy thông tin ở đâu mà Thiền Am mà lựng lon mà khán giả nói như vậy. Thiệt mình cũng không biết khán giả như thế nào. Nếu khán giả là một cái người làm YouTube, khán giả có thể là bị Thiền Am người ta thương ngược lại. Vì mình nói chuyện vô căn cứ. Căn cứ vào đâu mình nói Thiền Am lựng lon. Khán giả có hiểu rõ không ạ? Khán giả có nên nhớ rằng hơn 50 YouTuber đang kiếm những cái chứng cứ để đưa những người Thiền Am, giống như là khán giả nói mà người ta còn làm không được, thì mình nghi là đây là trong một trong những cái người quá khích, không hiểu rõ về Thiền Am, không hiểu rõ về cái Diễm My. Ở Thiền Am có giấy tạm trú tạm vắng rồi mà còn bị đưa về nhà, thì nói chi là khi mà Diễm My đứng ra như vậy. Và Thiền Am một mực bảo rằng là không bị gì cả. Cái sự việc mà ông Đinh Thanh Hải đi vào Thiền Am, bên Thiền Am bảo rằng là không có ông nào không có ông nào mà vào cái thời gian đó và có trích xuất camera luôn, còn nói chuyện không có lợi nữa chứ chi. Tất nhiên là báo đài cũng đã đăng cái sự việc này rồi. Đó chỉ là những giả thuyết tại sao mà Thiền Am mà bị đi cách ly như vậy. Và quý vị yên chí, cái sự việc đó đã được luật sư Lê Ngọc Luân sẽ làm rõ trong tương lai. Còn sự việc 50 người xông vào Thiền Am rất khủng khiếp, khán giả có biết không ạ? Và nói cho khán giả như vậy để khán giả hình dung được vấn đề, khán giả có thể lên mạng bấm 50 người xông vào Thiền Am. Cái giây phút mà đó là rất là khủng khiếp. Chứ không phải đơn giản giống như lời khán giả nói đâu. Mình nghĩ là khán giả này đã xem không hết câu chuyện truyền kỳ về Thiền Am. Và mình ở cuối video này có nhiều khán giả hỏi rằng tại sao Diễm My đi mượn tiền không mượn chỗ khác mà vào Thiền Am, thì hồi nãy mình trả lời rồi đó. Vì cái nơi đó là cái nơi cô ta tin tưởng nhất, yêu mà cô ta nghĩ rằng cái nơi đó là yêu thương nhất, và đáp lại cái sự yêu thương đó, cái sự tin tưởng đó thì mượn có 5 triệu mà cho tới 50 triệu. Khán giả có thể là không tin, có thể là nghi ngờ cái tính xác thật video đó, nhưng mà mình nghĩ đó là sự thật. Và đó là một tin mừng đối với gia đình bé Diễm My. Mặc dù là mình nói có bị biết là máu chảy ruột mềm, giận con thì la thì từ như vậy, nhưng mà sao bỏ con được. Mà con nó cũng đã có một chí hướng để nó đi theo đó rồi, thì chúng ta không thể nào chúng ta có thể là thay đổi được. Tuổi trẻ mà quý vị,
chúng ta có coi rất nhiều bộ phim, có coi rất nhiều cái cuốn tiểu thuyết, chúng ta không thể nào ép con chúng ta đi theo một cái con đường của chúng ta được, mà mỗi một cá nhân đều có thể chọn tự do con đường. Vì nụ cười là nụ cười của người đó, cuộc sống là cuộc sống của người đó. Cũng giống như Full Game Mobile, ai có nói gì thì nói, Full Game Mobile vẫn đi theo một con đường duy nhất của Full Game Mobile thôi. Full Game Mobile cũng phản biện cho những chú tiểu của thi thứ danh hài năm nay không có tham gia, thật là tiếc quá. Thì mình cũng mong muốn rằng Thì Nam sẽ nhận được từ quý vị khán giả những sự đồng cảm, những sự nhìn nhận một cách tích cực, chứ đừng nhìn một tiêu cực như những khán giả này. Mình không bao giờ trách khán giả vì khán giả không theo dõi suốt câu chuyện về Thiền Nam, nhưng khán giả đừng bao giờ đưa một cái tính mạng hay là quý vị với khán giả đưa một cái gì đó mà khẳng định như đinh như đinh đóng cột quý vị nhé. Hôm trước thì có một số cái YouTuber đó, ở cuối video clip này mình nói chơi vui tí mình xuống, có một số YouTuber bảo rằng là Diễm My đã bị bắt nhốt hết rồi. Nếu Diễm My có xuất hiện thì tôi sẽ xóa video clip đó. Quý vị khán giả qua kênh những anh đó kêu anh đó xóa video clip giùm mình nha. Ok, một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi bản tin này. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Nhớ like và subscribe video này nhé. Bye bye.